Thưa quý vị và các bạn, từ giữa tháng 7, theo kêu gọi của Hiệp hội Ngân hàng, 16 nhà băng đã đồng thuận giảm thêm lãi suất cho vay lên đến 1% một năm trên dư nợ hiện hữu trong 5 tháng cuối năm, ước tính lên đến khoảng 20.600 tỷ đồng. Và tính đến cuối tháng 8, thì các tổ chức tín dụng đã giảm tiền lãi hơn 8.800 tỷ đồng, đạt 43% so với mức cam kết này. Lũy kế từ đầu năm ngoái đến hết tháng 8, thì việc giảm lãi suất áp dụng cho trên 1,13 triệu khách hàng với dư nợ trên gần 1,6 triệu tỷ đồng, thưa quý vị. Nghĩa là tổng số tiền lãi mà các ngân hàng đã miễn giảm hiện nay là lên đến con số 26.000 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp, người dân muốn lãi suất sẽ tiếp tục giảm bởi mức giảm từ 0,1 đến 0,3% một năm họ được hưởng là nhỏ giọt, thậm chí là 1% một năm không thấm vào đâu, vì số tiền phải trả hàng tháng quá lớn mà dòng tiền thu nhập giảm mạnh vì dịch bệnh. Bên cạnh đó là những rào cản vô hình khiến cho nhiều doanh nghiệp không mặn mà để làm thủ tục xin giảm lãi vay. Vâng, lúc này đây thì không chỉ cần giảm lãi, hoãn nợ, giãn nợ, điều mà rất nhiều các doanh nghiệp cần là phải có thêm dòng tiền để tái mở cửa. Vì chỉ khi họ mở cửa hoạt động được trở lại thì mới có tiền để trả lãi cho ngân hàng. Những câu chuyện thực tế được chúng tôi ghi nhận từ các doanh nghiệp sẽ cho thấy rõ điều này. Khi mà hoạt động sản xuất gần như đóng băng tại nhiều nơi thì việc giảm lãi suất ngân hàng cũng giúp giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp trong lúc khó khăn. Thế nhưng các tổ chức tín dụng đều đưa ra những điều kiện nhất định, tất nhiên không giảm lãi vay cho tất cả khách hàng. Đã có doanh nghiệp thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long từ chối nhận giảm lãi, khiến dư luận xôn xao. Được biết mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng năm 2021 là khá cao nên công ty chúng tôi xin không nhận phần giảm lãi này. Với mức giảm từ 0,1 đến 0,2% mỗi năm, theo ông chủ doanh nghiệp thủy sản, mức giảm quá nhỏ, nhận chi cho mang tiếng nên công ty từ chối. Nhiều doanh nghiệp khác thì đang rất thận trọng trong tiếp cận việc giảm lãi, bởi giảm một đồng lãi vay hôm nay có thể phải đánh đổi quyền lợi về sau. Chứng minh là doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả thì các em tư vấn là nếu với những lý do này thì doanh nghiệp của các anh sẽ bị tụt hạng. Lần đáo hạn vốn lần sau hay là những cái đợt ký tín dụng kế tiếp thì sẽ bị giảm cái mức độ tỷ lệ tín dụng cũng như là cái mức độ tín nhiệm. Đó là một cái vòng luẩn quẩn và tốt nhất là không nên làm. Có giảm đi 1% thì tính ra với cái mức vay mà 5 tỷ 1% thì một tháng người ta chỉ giảm được khoảng chừng 5 triệu. Thì nó không xứng đáng với cái công sức của một hai nhân viên phải bỏ ra làm hồ sơ. Nếu mà tôi lạc quan thì tôi có thể nói hình như là đâu đó 30% đến 40% các ngân hàng đang giảm lãi. Còn số còn lại thì cũng vẫn đang có kế hoạch. Mà họ giảm lãi không, họ không giảm lãi đại trà là tất cả ông khách hàng doanh nghiệp nào là cũng được trừ 1-2% đâu. Mà họ sẽ lựa chọn những khách hàng nào tùy theo cái phân khúc thị trường. Chứ anh nào mà đã chết lâm sàn rồi thì tôi nghĩ rằng các ngân hàng không giảm lãi suất. Việc giảm lãi suất, khoanh nợ hay giãn nợ chỉ phần nào giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn trong ngắn hạn. Còn để tái sản xuất lúc này thì phải cần thêm dòng tiền khi mà nguồn vốn của nhiều doanh nghiệp đã cạn sạch. Nếu hệ thống sản xuất không thể khởi động lại thì doanh nghiệp cũng không có tiền để trả nợ trước đó cho ngân hàng. Hôm nay là chúng tôi chết rồi, không có sống nữa đâu. Các cái doanh nghiệp của ngành lương thực tới giờ này là chúng tôi đang rất cần một cái nguồn vốn để bổ sung vào cái dịp lễ Tết. Bây giờ anh tuyên bố không để được một người nào thiếu ăn, thiếu đói gì vào dịp Tết. Nhưng mà bây giờ mấy cái đơn vị mà sản xuất này á, là nó nghỉ hết làm sao? Cần thêm vốn cho hoạt động thu mua lúa, nhưng với doanh nghiệp này họ đã liên hệ 3 ngân hàng để tiếp cận nguồn vốn ngoài hạn mức. Thế nhưng câu trả lời vẫn là chờ hội sở. Làm việc với các ngân hàng thương mại làm sao cho doanh nghiệp vay vốn để thu mua cái lúa, thu đông cho bà con nông dân. Cái này là chữa cháy, là cứu nông dân. Chứ nếu doanh nghiệp chúng tôi không mua thì chúng tôi vẫn như thế thôi, chứ cũng chẳng thiệt hại gì nhiều. Trong khi đó, ngành du lịch với những thiệt hại không thể đo đếm đủ, làm sao để hồi sinh sau cơn bỉ cực lần thứ tư của đại dịch, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có lời giải. Đứng trước quyết định tái hoạt động trở lại thì cánh cửa tín dụng đều khép chặt với họ. Sau khi mà hồ sơ này nọ thì được cung cấp này nọ xong hết thì cuối cùng thì vẫn bị bác, vì lý do là chúng tôi là doanh nghiệp du lịch và về cái mục đích vay, về cái phương án kinh doanh trong thời điểm này thì nói chung nó không có gì khả quan đối với doanh nghiệp du lịch, cho nên là hồ sơ chúng tôi không được chấp nhận. Vì dịch nó kéo dài quá, chính vì thế mà không lường được hết. Và bây giờ thật sự là công ty cạn kiệt hết cái nguồn tài chính và rất mong là sẽ được nhà nước hỗ trợ cho vay.
Như vậy, liên quan đến câu chuyện tín dụng của doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn về đại dịch Covid-19 thì có hai vấn đề cần phải giải quyết. Thứ nhất là chuyện giảm lãi vay, khoanh nợ, giãn nợ. Việc này thì các ngân hàng đã và đang triển khai, nhưng với những thực tế vừa nêu thì rõ ràng vẫn còn nhiều bất cập cần phải tiếp tục tháo gỡ để nhóm giải pháp này mang tính thực chất hơn. Đã có nhiều ý kiến chuyên gia kinh tế ngân hàng cho rằng cần xem xét giảm lãi suất khoảng từ 1,5 đến 2% một năm cho tất cả các khách hàng, kể cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp, không phân biệt mục đích sử dụng vốn, kỳ hạn vay ngắn hay dài. Ngân hàng nhà nước cũng có thể xem xét giảm các lãi suất điều hành như là lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại tiếp cận được nguồn vốn với lãi suất huy động giảm hơn. Vâng, và về vấn đề thứ hai, đó chính là quan trọng hơn và có ý nghĩa sống còn hơn trong bối cảnh mở cửa lại kinh tế là dòng tiền ở đâu cho doanh nghiệp tái sản xuất để có thể trả được lãi và nợ vay cũ. Doanh nghiệp cần gì và liệu ngân hàng có thể tiếp tục bơm vốn để cứu doanh nghiệp hay không? Chia sẻ cùng doanh nghiệp, ngân hàng này đã dành 20.000 tỷ đồng tín dụng lãi suất từ 4% mỗi năm, thấp hơn mức trần cho vay lĩnh vực ưu tiên để hỗ trợ doanh nghiệp ở các địa phương đang thực hiện giãn cách. Các khoản giải ngân mới hay vay cũ cũng đều giảm 1% lãi suất so với thông thường. Gói tín dụng ưu đãi này chỉ được áp dụng cho các doanh nghiệp có trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại 19 tỉnh khu vực phía Nam đang bị giãn cách, hoạt động hoặc mục đích cho vay vốn thuộc các ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng như dệt may, da giày, vật tư y tế, thương mại phân phối, bán lẻ, lúa gạo, thủy sản, vật tư nông nghiệp. Để tiếp cận với các khoản vay mới nhằm đáp ứng nguồn vốn cho tái sản xuất, doanh nghiệp gặp rào cản về tài sản đảm bảo, bởi tài sản trước đây đã cầm cố cho các khoản vay trước đó. Những gì cần thế chấp cũng đã thế chấp hết rồi. Bây giờ đề nghị, kiến nghị ngân hàng nhà nước có chỉ đạo và ngân hàng thương mại có chính sách cho chúng tôi tiếp tục vay các khoản vay hợp lý với lãi suất thấp. Tài sản doanh nghiệp thường thế chấp vào ngân hàng xem xét định giá thực thấp hơn thị trường. Sau đó ngân hàng cho vay tối đa khoảng 70%, 80% là cùng. Bây giờ ngân hàng muốn cho doanh nghiệp vay thêm và ngược lại doanh nghiệp muốn vay, doanh nghiệp không còn tài sản để thế chấp nữa. Vậy ngân hàng phải tính toán cho doanh nghiệp vay thêm từ 15 đến 25% trên tài sản trên dư nợ đã vay, trên tài sản đã vay mà không cần phải thế chấp. Một số ngân hàng đang tính tới giải pháp này để hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp. Nâng cái tỷ lệ tài sản lên, thậm chí là đến 100% giá trị tài sản, để họ có một cái nguồn tiền mà khoảng 10% đến 15% trong những cái hạn mức mà họ kinh doanh bình thường để đưa vào những hoạt động như lương, như trả tiền đất, tiền điện, ví dụ vậy, để mua nguyên vật liệu, bắt đầu gây dựng lại. Thì đó là những cái giải pháp mà cấu trúc tài chính mà chúng tôi sẽ phải đi tư vấn cho doanh nghiệp. Nó giống như một chiếc xe tải, nó giống như một chiếc xe container mà bị mắc lầy. Thì bây giờ nó mắc lầy thì nếu như bỏ thì coi như nó chết luôn. Nó đứng im luôn và đứng chưa biết chừng nào nó mới dựng được. Thì bây giờ ngân hàng phải thò tay vô, phải hỗ trợ bằng cách là tiếp tục cho vay ra. Nếu cảm thấy rằng là giải pháp sau khi nó vượt qua cái rào cản, cái barrier đó, vượt qua thì nó sẽ phát triển lên. Thì mình mạnh dạn mình bơm vốn ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh vẫn còn rất khó đoán định, hệ thống các ngân hàng cũng đang đối mặt với rủi ro về nợ xấu tăng cao. Việc cho vay mới của ngân hàng cũng cần phải đảm bảo những điều kiện theo quy định. Năm cái điều kiện, nhưng mà có những cái điều kiện cơ bản như là bây giờ cho vay thì lại phải có cái kế hoạch kinh doanh là có hiệu quả. Cái thứ hai là phải có năng lực tài chính, phải có vốn từ có tham gia hoặc là có khả năng trả được gốc và lãi. Thì có rất nhiều điều kiện, nhưng mà ba cái điều kiện này là một cái thách thức. Vấn đề là ngân hàng tùy khẩu vị của mình thì có thể nới lỏng cái điều kiện cho vay một cái mức nào đó. Nhưng mà cái này thì lại tùy từng khách hàng. Còn nếu mà chúng ta muốn hỗ trợ đồng loạt cho số đông khách hàng, liệu cái này có một cái cơ chế gì hỗ trợ hay không? Nếu như chỉ có doanh nghiệp với ngân hàng mà đàm phán với nhau, không có cái bàn tay của chính phủ, không có một cái cơ quan bà đỡ của chính phủ, không có những cái chính sách của chính phủ, thì khó có thể tháo gỡ được những cái vấn đề, kể cả từ ngân hàng đối với doanh nghiệp. Một số ngân hàng cũng thừa nhận rằng việc cơ cấu lại nợ như khoanh nợ, giãn nợ cho doanh nghiệp chỉ nhằm mục đích kéo dài, xử lý nhóm nợ cũ để doanh nghiệp bớt khó khăn trước mắt. Nhưng nếu không có dòng tiền mới để doanh nghiệp tái sản xuất thì khả năng trả nợ cũ là rất khó. Vâng, thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đã vừa ban hành thông tư số 14 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 01. Thông tư 14 có hiệu lực từ ngày 7 tháng 9 năm nay.
So với quy định của thông tư 01 thì Ngân hàng Nhà nước đã cho phép các ngân hàng kéo dài thời gian cơ cấu lại nợ, giãn nợ, quản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thêm 6 tháng nữa. Thực tế, điều mà doanh nghiệp cần nhất lúc này là dòng tiền để tái sản xuất. Dòng tiền đó không chỉ đến từ việc vay mới mà còn là việc gia hạn trả gốc lâu hơn. Và việc thông tư 14 mới đây chỉ cho gia hạn gốc thêm 6 tháng đến ngày 30 tháng 6 năm sau, theo doanh nghiệp là chưa thỏa mãn. Cùng với đó là cần những thay đổi trong tư duy xây dựng chính sách về tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp gắn liền với quá trình mở cửa và phục hồi kinh tế trong thời gian dài. Thực tế, lãi vay rất khó giảm thêm và việc giảm lãi vay này chỉ giúp cho doanh nghiệp lớn hưởng lợi. Còn doanh nghiệp nhỏ và vừa đang chiếm đa số trong nền kinh tế không hưởng lợi nhiều vì khoản vay của họ ít. Do đó, điều mà phần lớn doanh nghiệp cần hơn lúc này là việc hoãn nợ, giãn nợ với thời gian đủ dài để họ phục hồi. Có thể gia hạn cái lãi đến hạn đó cho doanh nghiệp 6 tháng được không? Còn nợ gốc có thể là gia hạn khoanh lại cho doanh nghiệp 1 năm được không? Không phải là người ta là doanh nghiệp xấu mà bây giờ là người ta bị đứt gãy như vậy, người ta không thu được tiền, người ta không có nguồn thu. Tại sao đối tác người ta mang bị khó khăn như vậy? Bây giờ cùng nhau chia sẻ. So với quy định tại thông tư 01, Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng kéo dài thời gian cơ cấu lại nợ, giãn hoãn nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thêm 6 tháng. Tuy nhiên, các ngân hàng được cơ cấu lại thời gian trả nợ đối với số dư nợ gốc hoặc lãi phát sinh trước ngày 1 tháng 8. Các chuyên gia cho rằng mốc thời gian trước ngày 1 tháng 8 là không thỏa đáng vì trong tháng 8 và cho tới bây giờ, cộng đồng doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn vì các biện pháp siết chặt giãn cách xã hội để phòng dịch. Cái lý ở đây là chúng ta phía trước còn rất nhiều bất định. Thông tư 14 anh ra là như vậy, nhưng anh phải tính thêm không phải chỉ đến mùng 1 tháng 8, cũng không phải chỉ đến tháng 6, có thể anh ra trước mắt như vậy, nhưng anh phải bám sát tình hình và sẵn sàng là kéo dài. Ngân hàng Nhà nước có thể là nói đến tháng 6 năm sau, nhưng phải kèm theo cái chữ linh hoạt. Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước và cũng là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất từ đại dịch Covid-19 lần thứ tư. Bên cạnh những giải pháp hỗ trợ tín dụng từ chính phủ, thành phố sẽ có thêm những chính sách từ góc độ địa phương. Thì việc này, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có những kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước để Ngân hàng Nhà nước có chính sách chung. Cái việc thứ hai đó, thì đối với thành phố, cái sự chủ động của thành phố thì chúng tôi có những cái chương trình có thể hỗ trợ lãi suất. Những cái chương trình tín dụng đặc biệt của thành phố có thể hỗ trợ được những cái nguồn vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, trước những khó khăn quá lớn về dòng tiền từ hệ thống các doanh nghiệp, nguồn lực tín dụng cần lớn hơn và được tổ chức quy mô bài bản hơn. Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu đã đề xuất một tổ hợp tín dụng với quy mô 100.000 tỷ đồng cho thành phố Hồ Chí Minh, trên phạm vi quốc gia là 300.000 tỷ đồng. Tất cả các ngân hàng quốc nội và các ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam phải tham gia. Thời gian vay đó là từ 2 cho đến 5 năm. 2 năm đầu đó là vay tuần hoàn, vay trả. Nó cũng như là cái loại mà vốn bổ sung, vốn lưu động đó. Cuối năm 2 thì nó có cái dư nợ. Dư nợ đó trả dần cho 3 năm sau trở thành khoản nợ 5 năm. Lãi suất phải thật thấp 3 cho đến 5%. Nó phải có một cái cơ chế đi cùng bảo lãnh tín dụng. Hãy dùng cái quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương và nên thành lập cả một cái quỹ bảo lãnh tín dụng quốc gia nữa thì các ngân hàng có thể cho vay ra mà không sợ là mất vốn. Đứng trước bài toán giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp hay tính chuyện cho vay mới, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Trong ngắn hạn, lợi nhuận của ngân hàng sẽ khó có thể đạt được mục tiêu đặt ra và dài hạn là những rủi ro về nợ xấu. Nhưng đây là lúc ngân hàng cần có giải pháp thể hiện sự đóng góp của mình với nền kinh tế, với khách hàng. Vì theo các chuyên gia, trong 10 đồng mà ngân hàng đang kinh doanh, chỉ có 1 đồng là của chính họ, còn 9 đồng là huy động của xã hội. Và chỉ khi nào sức khỏe của doanh nghiệp và nền kinh tế ổn định, thì ngân hàng mới có thể phát triển bền vững được. Vâng, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của chính phủ trong những tháng còn lại của năm 2021 với nền kinh tế, doanh nghiệp là không để đứt gãy chuỗi cung ứng mà doanh nghiệp Việt Nam đang tham gia. Đặc biệt là không để giảm hạn chế tối đa thị phần xuất khẩu của Việt Nam tại các thị trường truyền thống, thì doanh nghiệp hoàn toàn ủng hộ cách đi mới của chính phủ, chuyển sang thích ứng, chủ động sống chung với dịch bệnh một cách lâu dài. Tuy nhiên, họ muốn được chính phủ giao trách nhiệm quyền lớn hơn, tin tưởng với doanh nghiệp hơn. Đồng thời, chính phủ cần có hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ doanh nghiệp, xây dựng kịch bản thích ứng phù hợp với rủi ro dịch bệnh, giúp cho nền kinh tế phát triển đồng đều trong thời gian sắp tới. Đặc biệt, các hướng dẫn này phải được công khai, minh bạch.